Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay tôi sẽ được phép chia sẻ về chủ đề đó là phá vỡ sự đe dọa đến từ ma quỷ. Xin kính mời quý vị thánh cùng với tôi chúng ta mở ra ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn số 19 từ câu 1 cho đến câu số 8. Các Vua thứ nhất đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu số 8, tôi xin đọc cái câu chuyện này, nói về Eli tại đồng vắng. Ahab thuật lại cho Jezebel mọi điều Eli đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Baal làm sao. Jezebel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy, Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình đến tại Beersheba, thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó. Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng, ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoàn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đùng đến người và nói rằng, hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng, hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho người. Vậy người trỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Thưa quý bà, chị em, phần đoạn thánh này cho chúng ta thấy được một hình ảnh của một tiên tri Eli đầy ơn của Chúa. Nhưng vì cớ một lời nói đe dọa của người đứng đầu của một đất nước, người này không ai khác hơn đó chính là hoàng hậu Jezebel, là vợ của vua Ahab thời bây giờ. Và bà này đã đe dọa Eli bằng cách đó là sai một sứ giả đến nói rằng là nếu ngày mai trong giờ này, tức là trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi, nếu mà ta không xử mà sống ngươi như mà sống của người trong chúng nó, thì nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Làm sao mà chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh của câu chuyện này? Thưa quý mà chị em, chúng ta đọc ngược lại đoạn số 18 thì chúng ta thấy rằng là Eli sau khi mà được Chúa Ngài thôi thúc để đến núi Cạc-mên và đem cả dân Israel trở lại với Đức Chúa Trời ở trong một cái khung cảnh đầy quyền năng. Lửa từ trời đã giáng xuống trước mặt dân sự và mọi người đều biết rằng là Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Họ không còn đi dẹo hai bên và không còn nửa đời nửa đạo, không còn hâm hẩm mùi lạnh nữa. Họ đã quay trở lại với Đức Chúa Trời và từ bỏ thờ cúng hình tượng Baal. Và đây là một cái khung cảnh phục hưng rất là tuyệt vời mà Chúa Ngài đã dùng tiên tri Eli để mà đem cả dân sự của Chúa trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau khi mà Eli đã làm một phép lạ đầy quyền năng, đầy ơn, đầy vinh hiển như vậy, thì ma quỷ nó đã sử dụng bà Jezebel để mà gửi ra một cái lời hâm dọa. Lời hâm dọa đó là ngươi sẽ chết trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tôi thiết nghĩ rằng là cái lời hâm dọa này, nếu đứng về phía con người, về phương diện con người, thì nó chắc chắn xảy ra 100%, đúng không quý mài chen? Giả sử một người đứng đầu một quốc gia, tổng thống hoặc là phó tổng thống mà nói với quý vị rằng là ngươi sẽ chết trong vòng 24 giờ, quý vị tin không? Giang hồ của xóm mà nói rằng là tối nay là ngươi sẽ chết, quý vị có thể là bán tin bán nghi, đúng không ạ? Cái tỷ lệ chết chỉ là khoảng chừng 80-90% thôi. Nhưng mà nếu mà chủ tịch nước mà nói rằng là ngươi sẽ chết trong vòng 24 giờ đồng hồ, chắc chắn là chết thiệt đó quý vị. Mà ở đây Eli ông đã biết rằng là bà hoàng hậu Jezebel là một người có đầy sức mạnh và quyền lực, bà có quân lính ở trong tay nữa, mà bà nói như vậy có nghĩa là chết chắc. Và khi mà Eli nghe cái lời đó thì cô ba nói rằng là vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Bởi vì trong cả quốc gia bà ấy là cái người đứng đầu và bà ấy đe dọa mạng sống của mình như vậy, thì Ahab cũng không thể nào gọi police hoặc là cảnh sát hoặc là bất cứ một cái cơ quan quyền lực nào để bảo vệ mình được hết. Bởi vì người đứng đầu quốc gia đó đang tìm giết mình. Và quý vị thấy rằng là cái sức mạnh của bà Jezebel ở đây, đó là một cái sức mạnh rất là lớn và khủng khiếp. Và cái sự đe dọa đối với chức vụ của tiên tri Eli, nó không phải xảy ra trước khi mà Eli đến núi Cạc-mên
Hoặc là trong khi mà Eli thấy lửa từ trời giáng xuống ở trên núi Cạc Mên và thấy sự hiện diện đầy vinh quang của Chúa. Nhưng mà cái sự tấn công khủng khiếp nhất đến trên đời sống của Eli đó là sau khi mà Eli nhìn thấy lửa từ trời giáng xuống ở trên đỉnh núi Cạc Mên. Và đây là một cái bài học mà Kinh Thánh chép ra để cho tôi và chúng ta có thể rút ra được cái bài học cho cá nhân của chúng ta. Bởi vì nó có một cái dạng tà linh ma quỷ mà ngày hôm nay nó cũng đang tìm cách để nó khủng bố, bắt bớ hội thánh của Chúa và nó đe dọa ngay cả người hầu vị Chúa nó quyên mài chèm. Và để cho chúng ta có thể nhìn biết được cái gốc rễ của nó, chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên nhân. Ở đây chúng ta thấy rằng là tiên tri Eli ông đã phải giải quyết những cái ngọn và giải quyết những cái râu ria bên ngoài rất là mệt mỏi và cực khổ. Và ông không hiểu được cái chuyện gì xảy ra trong thuộc linh quyên mài cho em. Bởi vì khi mà ông nghe cái lời nói như vậy đó thì Kinh Thánh nói rằng là Eli ngay lập tức là bị dính chưởng liền, ông bị sợ hãi. Ông khủng hoảng tinh thần và ông bỏ chạy đến nỗi mà chạy một hơi từ phía Bắc mà chạy xuống BEC3 ở phía Nam. Tức là khoảng chừng gần 100 cây số và từ BEC3 mà chạy xuống dưới phía Nam nữa quyên mài cho em. Bỏ luôn cái người tổ tớ của mình, ông chạy một quãng đường hơn 100 cây số. Chạy bộ đó. Và ông chạy đến nỗi mà đến tại cái đồng vắng, tức là tại sa mạc đó, thì ông thấy có một cây giếng viên và ông nằm ở đó, ông thở, ông đuối quá và ông than chết. Quý ông bà chị em ơi, nếu chúng ta nhớ lại cái quãng đường chúng ta từ khi tin Chúa cho đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy được đâu đó trong cái cuộc đời của chúng ta cũng có những lần chúng ta bị những người vô tín, những người thuộc về đời này đe dọa chúng ta. Đúng không quý mài chen? Khi chúng ta mới tin Chúa thì ngay lập tức gia đình người thân của chúng ta là những người chưa tin Chúa đó, họ nói rằng là tụi bay là theo cái đạo bó bó bà, theo cái đạo tầm bậy tầm bạ, đang thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên như vậy, bây giờ nói rằng là mấy người đó là ma quỷ rồi, bây giờ tụi bay không cúng không kiến nữa rồi, làm sao mà có thể ra cái hệ thống gì nữa. Nếu tụi bay mà tin Chúa, tao báo công an tao bắt tụi bay. Có không quý mài cho em? Tụi bay mà không bỏ Chúa nha, tụi bay không có yên đâu. Quý mài cho em, đây là những cái dạng mà tà linh ma quỷ đứng đằng sau những con người đó, xui khiến những người đó nói ra những cái lời như vậy quý mài cho em. Ở đây chúng ta biết rằng là Giê-sa-bên là một người đầy dẫy ma quỷ, cho nên những lời bà nói ra nó khai phóng vào trong linh giới những cái tà linh ma quỷ, đe dọa áp bức khủng bố tinh thần của Eli. Và khủng khiếp hơn quý mài chị em, chúng ta sẽ thấy được rằng là bà Giê-sa-bên, hoàng hậu Giê-sa-bên là ai. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết được bà Giê-sa-bên là ai. Các vua thứ nhất đoạn số 16 có 31. Các vua nhất đoạn số 16 có 31. Vả người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên con gái Ết-ba-anh, vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Giê-sa-bên là con gái của Ết-ba-anh, vua dân Sidon. Ết-ba-anh là ai? Vua dân Sidon là ai quý mài cho em? Nếu chúng ta mở ra ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn số 28 á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ông vua Ti-rơ này chính là ba của hoàng hậu Giê-sa-bên. Và theo một số nhà giải kinh đó, thì họ nói rằng là cái ông vua Ti-rơ ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28 á, hình bóng cho ma quỷ và Lucifer, thì người đó cũng chính là vị vua, là cha ruột của hoàng hậu Giê-sa-bên ở đây. Bởi vì thời bấy giờ Ti-rơ và Sidon đó là hai thành phố của Syria. Nó là một thôi quý mài cho em, và chỉ có một vị vua, và vị vua đó tên là Ết-ba-anh. Thì ở đây Giê-sa-bên là con gái ruột của Ết-ba-anh, mà cha của bà là hình bóng cho ma quỷ là Lucifer. Vậy thì chúng ta thấy rằng là bà là con gái của một vị vua rất là gian ác và tối tăm, mà chính Đức Chúa Trời ngài cũng ví von ông ấy như là Lucifer ở trong thuộc linh. Và hai cha con này đã bị ma quỷ khống chế ở trong sự thờ cúng hình tượng Ba-anh.
và khiến cho nhiều người phải thờ lạy nó. Tiếc thay, vua dân Israel đã lấy bà hoàng hậu Jezebel này. Và tệ hơn nữa đó là khi lấy bà hoàng hậu Jezebel này rồi thì tà linh ở trong Jezebel này đã khống chế ông vua này và khiến cho ông vua này cái gì cũng nhất cử nhất động răm rắp làm theo lời của bà ấy hết. Và cả Israel thời bây giờ đã bị sa sút bởi vì cớ bà hoàng hậu Jezebel này đã khống chế vị vua và đã hành động hành quyền ở trên thời bấy giờ. Ngay cả tiên tri Eli cũng đã phải gặp khốn khổ vì cớ cái sự đe dọa áp bức của ma quỷ từ phía Jezebel. Quý bà chị em ơi, nếu chúng ta tin Chúa và theo Chúa, chúng ta gặp những cái sự hăm dọa, đe dọa từ phía gia đình của chúng ta là những người thân chưa tin Chúa. Có thể lúc ban đầu cái cảm giác chúng ta cảm thấy buồn và cảm thấy thất vọng, cảm thấy mình bị tổn thương ít nhiều. Nhưng quý mài chị em ơi, tôi cầu nguyện xin Chúa ngày mở mắt cho tâm linh của anh chị em để anh chị em được mở ra và nhìn thấy rằng là điều đó không phải đến từ con người, nhưng mà điều đó nó đến từ phía ma quỷ, nó ghen ghét chúng ta. Cũng giống như là ma quỷ nó rất là ghét tiên tri Eli bởi vì cớ tiên tri Eli đã đem cả một dân sự trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời mà không còn thờ cúng ma quỷ nữa, không còn thờ cúng ba anh và Atat nữa. Ma quỷ rất là ghét quý mà chị em. Và chúng ta biết rằng là mỗi một cơ đốc nhân là người tin Chúa, chúng ta có một cái vị trí uy quyền và đắc thắng mà Đức Chúa Trời ngài đặt để chúng ta ở trong đó. Và khi chúng ta ở tại cái vị trí đó thì không có quyền lực của ma quỷ nào có thể tấn công, bắn phá hoặc là có thể thắng hơn chúng ta được quý mà chị em. Chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Adam vậy và Chúa đặt để họ ở trong vườn Eden, họ có một cái sứ mạng đó là phải trồng và giữ vườn cũng như là phải cai trị, đúng không ạ? Chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 1 câu 26 và câu số 28 như thế này. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim dưới trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Chúa ngài dựng nên con người của chúng ta và Chúa ban cho chúng ta có một cái sứ mạng, đó là sao ạ? Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất và làm cho đất phục tùng. Tất cả mọi loài ở trên đất này đều phải phục tùng ở dưới quyền tể trị, dưới quyền cai trị của con người chúng ta. Chúa là đấng có quyền tể trị ở trên mọi sự, nhưng mà Chúa ngài ban quyền cai trị cho người chúng ta ở trên đất này. Cho nên tất cả mọi thứ đều được đặt vào trong tay con người của chúng ta, ở trong ơn của Chúa. Và Adam vậy và thay vì dùng cái uy quyền đó để cai trị trên ma quỷ, trên tất cả mọi loài, thì Adam vậy và đã bị ma quỷ nó cám dỗ và mất đi cái uy quyền đó. Ở trong cả Kinh Thánh chúng ta thấy được có hai cách mà ma quỷ nó có thể lấy đi uy quyền của một người để khiến cho người đó ra khỏi cái vị trí uy quyền mà Đức Chúa Trời định sẵn cho đời sống người đó. Bởi vì cớ nó biết rằng là nếu chúng ta cứ ở trong cái vị trí uy quyền đó thì nó sẽ không bao giờ thắng được chúng ta. Thế giới tà linh, ma quỷ, âm phủ, địa ngục sẽ không thể thắng được con người chúng ta nếu con người của chúng ta cứ ở trong cái vị trí mà Chúa đặt để chúng ta như vậy. Cho nên ma quỷ nó đã tìm cách nó cám dỗ Adam vậy và phạm tội. Đây là cách đầu tiên mà ma quỷ nó sử dụng thành công ở trên Adam và Eva. Đó là nó cám dỗ và Adam và Eva phạm tội. Thế là họ đã bị đuổi ra khỏi vườn và họ mất đi cái uy quyền cai trị. Từ đó bắt đầu có sự chết đi vào trong thế gian. Có tội lỗi đi vào trong thế gian, sự chết rồi, những cái tai ương, thiên tai, bão tố, dịch bệnh rồi tất cả mọi thứ khác. Trước đây con người chúng ta có uy quyền thì những cái điều đó nó không xảy ra. Nhưng mà sau khi mà có người phạm tội thì bắt đầu có động đất, sóng thần, thiên tai, rồi dịch lệ, rồi những cái tai họa xảy ra. Và ngày hôm nay chúng ta thấy thế giới của chúng ta đầy dậy những điều đó. Chúng ta nói rằng ôi trời ơi sao mà ông trời ông ác quá, ông cho cái chuyện này xảy ra. Nhưng quý mài cho em, bởi vì cớ chúng ta, con người chúng ta đã phạm tội và chúng ta mất đi cái uy quyền cai trị đó. Và ma quỷ nó dùng những cái hoạn nạn đó nó cai trị ngược lại con người của chúng ta, quý mài cho em. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu ngài đến thế gian này để phục hồi lại uy quyền đó cho chúng ta. Ngài đã chết để chúng ta được sống và chúng ta được có cái uy quyền cai trị trong danh Chúa Giêsu Christ trở lại.
Cho nên những ai tin Chúa Jesus Christ thì người đó sẽ được phục hồi lại uy quyền và địa vị công chính mà người đó có thể có được ở trong ơn của Chúa, giống như Adam trước khi mà phạm tội vậy đó. Cho nên ma quỷ nó rất là ghét điều đó và nó không muốn cho con cái Chúa chúng ta nhận biết được cái chỗ uy quyền của chúng ta. Nó tìm cách hất cẳng chúng ta ra và nó không cám dỗ chúng ta phạm tội được, thì nó sẽ dùng cái chiêu thứ hai của nó để khiến chúng ta mất đi cái vị trí uy quyền đó. Đó chính là đe dọa tinh thần, áp bức, khủng bố và làm áp lực chúng ta. Quý mài cha, ở đây chúng ta thấy Eli không phạm tội đúng không ạ? Eli không phạm tội giống như là Adam và Eva, nhưng mà Eli đã đem cả dân Israel trở lại với Chúa. Đó là một việc tốt. Ma quỷ nó không thể nào nó đẩy Eli ra khỏi cái vị trí uy quyền mà nó đã từng đẩy Adam và Eva ra khỏi cái vị trí uy quyền đó. Thì nó bây giờ nó dùng bà Jezebel để mà phóng thích ra những tà linh, gây ra những sự đe dọa áp bức tinh thần. Và đây là cái điều mà tôi muốn cho anh chị em chúng ta, con cái Chúa, chúng ta nhận biết được cái mưu kế của ma quỷ, để chúng ta không đánh trận với thịt và huyết, nhưng mà chúng ta đánh trận với những chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta không có chỉ trích những người họ đe dọa chúng ta ở trong xác thịt, nhưng mà chúng ta sẽ tấn công vào trong những cái quyền lực của ma quỷ nó đang dùng người thân của chúng ta, cái người chồng hoặc là người vợ chưa tin Chúa của chúng ta. Khi mà họ có rượu vào rồi thì họ không còn là họ nữa. Họ chửi chúng ta rồi, họ đánh đập chúng ta, thậm chí là giết cả chúng ta luôn. Mà xong cái khi mà quỷ nó làm xong cái công việc đó, nó xuất ra khỏi người đó, cái người đó ủa sao tự nhiên tôi đánh vợ tôi tại sao tôi đánh chồng tôi, tại sao mà tôi lại nói như vậy. Họ không hiểu gì cả, bởi vì cơ ma quỷ nó nhập vào trong họ qua ma men và rượu bia. Cho nên chúng ta là những người tin Chúa một mình ở trong gia đình mà chúng ta thấy có những sự bắt bớ chống đối hoặc là đe dọa khủng bố tinh thần chúng ta, thì anh chị em ơi, bắt đầu từ hôm nay chúng ta cần phải trỗi dậy để chúng ta nhận biết được cái gốc rễ vấn đề, để chúng ta xử lý gốc rễ chứ chúng ta không xử lý cái ngọn ngành của cái vấn đề. Ngày hôm nay khi mà đối diện với bắt bớ hoạn nạn thì con cái Chúa thường hay điện thoại cho mục sư, điện thoại người này kia, thậm chí là nhờ công an chính quyền để can thiệp để mình không bị đánh nữa. Quý mài cho em ơi, đó chỉ là giải quyết cái ngọn thôi, cái gốc đó quý mài cho em, chúng ta cần phải xử lý khôn ngoan. Đó là chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Nazareth, ta truyền lệnh cho Satan và tất cả những tà linh gây ra những sự đe dọa, mày phải cút ra khỏi trước mặt ta, cút ra khỏi gia đình ta, cút ra khỏi chồng của ta, cút ra khỏi vợ của ta, cút ra khỏi những người thân của ta. Bởi vì đừng có bao giờ đứng trước mặt họ mà cầu nguyện như vậy. Quý vị cần phải vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi chiến trận ở trong cái chỗ kín nhiệm đó. Còn nếu không, nói quý vị đứng trước mặt họ, quý vị nói mày là ma quỷ, mày phải cút ra khỏi trước mặt ta, bảo đảm luôn, nó chưa cút, quý vị cút trước rồi. Đấy là cái sự khôn ngoan mà Chúa chỉ cho tôi trong những ngày này, quý mài cho em, để chúng ta có thể giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Mỗi cây khi mà nó còn ở trên đất á, quý vị có chặt hoặc là quý vị có bứng nó đi mà cái gốc của nó vẫn còn ở dưới đất á, thì chắc chắn một ngày nào đó khi mà mưa xuống, gặp điều kiện thuận lợi, thời tiết thuận lợi đó, thì nó sẽ tiếp tục phát triển lên. Và thế là chúng ta cứ chặt rồi chúng ta đốn nó, rồi cứ vài tháng sau chúng ta thấy nó mọc trở lại ý chỗ đó. Quý mài cha em ơi, làm như vậy sẽ rất là cực. Khôn ngoan nhất đó là chúng ta cần phải bứng cái rễ luôn, quý mài cha em. Amen. Đó là lý do tại sao mà con cái Chúa cứ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, chúng ta cứ bị ấp bớ bởi người thân gia đình của chúng ta. Bởi vì cái gốc vẫn còn ở đó, cái gốc rễ vẫn chưa được xử lý, quý mài cha em. Và chúng ta thấy được cái trong cái câu chuyện của Eli ở đây, thì gốc rễ của vấn đề nó nằm ở chỗ nào, quý mài cha em? Có phải chỗ Eli yếu đuối không? Không, Eli là người mạnh mẽ. Ông đã gọi lửa từ trời xuống, ông được gọi là một tiên tri lửa, tiên tri phép lạ, tiên tri quyền năng. Nhưng cái gốc rễ của vấn đề ở đây đó chính là Jezebel. Ông đã từng đối diện với vua Ahab, ông đối diện với cả một hội chúng đông đảo hơn cả mấy ngàn người như vậy. Ông đối diện với rất là nhiều người trước đây mà không sợ hãi, nhưng mà khi đối diện với Jezebel thì ông lại sợ hãi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có một cái linh đứng đằng sau Jezebel mà khiến cho một người của Đức Chúa Trời cảm thấy run rẩy và sợ hãi, quý mài cha. Và cái linh đó nó khiến cho con người của chúng ta cảm nhận ngay được cái nỗi sợ hãi của nó. Và đây chính là một trong những cái chìa khóa thuộc linh để chúng ta có thể nhận biết được ma quỷ. Làm sao chúng ta có thể nhận biết được ma quỷ nó ở đâu, quý mài cha? Bằng cách là chúng ta cảm nhận tâm linh của chúng ta có sự bất an, hoặc tệ hơn nữa đó là chúng ta cảm thấy có một cái sự sợ hãi.
nó khiến chúng ta cảm thấy rùng mình và cảm thấy tán đỡm, nổi da gà, gai ốc và không còn dám để mà đứng lên, để mà tiếp tục đi theo Chúa. Có những khi mà tôi đối diện với những tà linh ma quỷ, tôi cảm thấy nó có một cái sự lạnh người. Bởi vì tôi biết rằng ở trong cái con người đó không phải là một cái bình thường, nhưng mà đó là một cái dạng tà linh ma quỷ. Đôi khi chúng ta chưa thấy ma quỷ lộ ra, nhưng mà chúng ta gặp cái người đó, chúng ta cảm thấy nổi da gà, da ốc lên, và chúng ta cảm thấy có một cái gì đó nó khác thường ở trong người đó. Và tôi đã từng cầu nguyện cho những người như vậy, quý mài cho em, thấy họ sao mà có vẻ khó gần với mình quá, và ánh mắt của họ toát lên một cái sự giận dữ. Thì cầu nguyện xong là quỷ lộ ra, đuổi đi xong cái người đó trở nên hiền lành và rất là tử tế. Chúng ta thấy rằng là ma quỷ khi mà nó xuất hiện ở đâu thì nó luôn luôn gieo rắc cái nỗi sợ hãi đến đó, quý mài cha. Là người của Chúa, chúng ta cần phải có một cái nhìn trong thuộc linh để chúng ta có thể giải quyết ở trong thuộc linh, chứ chúng ta không giải quyết ở trong thuộc thể. Thuộc thể đó là chúng ta tìm đến với những nhà tâm lý, rồi chúng ta nghe lời cố vấn, lời khuyên của người này người kia, rồi chúng ta phải giải quyết sao khéo léo, quý mài cho em. Những cái đó là chỉ là cái xác thịt bên ngoài thôi. Điều đó cần, nhưng mà nó không thể giải quyết được cái gốc rễ. Giải quyết được gốc rễ, chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta cầu nguyện và chúng ta cột trói những cái quyền lực của tà linh đó. Ở trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả những cái quyền lực đó nó không được phép tấn công chúng ta, quý mài cho em. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10, lời của Chúa chép rằng là vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Và Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 35, vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Chúa Ngài nói rằng là chúng ta đừng có bỏ lòng dạn dĩ của chúng ta. Bởi vì có cái sự dạn dĩ, nó sẽ có một phần thưởng lớn mà Chúa dành cho những người có sự dạn dĩ. Ê-li trước khi mà đối diện với Giê-sa-bên thì ông có một cái sự dạn dĩ. Ông dám đứng ra trước mặt cả Israel và 450 tiên tri Ban và 450 tiên tri Atate. Ông không có sợ hãi gì cả, đúng không ạ? Và ông đã cầu nguyện xin Chúa Ngài ban lửa của Ngài đến trên cái đỉnh núi lúc bây giờ. Mà cảm ơn Chúa, ông có một cái sự dạn dĩ rất lớn và ông đã có phần thưởng rồi. Nhưng mà sau đó thì ông đã mất đi cái sự dạn dĩ đó vì cớ Giê-sa-bên. Thưa quý mài cho em, ở đây Ê-li ông đã mắc phải cái sự sợ hãi và ông đã bỏ chạy đằng cứu mạng sống của mình. Và khi mà ông đến đồng vắng, đường đi ước một ngày, để ngồi dưới cây giếng viên mà xin chết. Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì cả tổ phụ tôi. Có bao giờ anh chị em đã từng nói những lời này với Chúa khi mà gia đình của anh chị em, người thân của anh chị em, mọi người chung quanh anh chị em, họ cô lập anh chị em, hoặc là họ ghét bỏ anh chị em, họ tẩy chay anh chị em, bởi vì cớ anh chị em đi theo Chúa? Có bao giờ anh chị em đã từng than với Chúa những lời này không? Chúa ơi, con mệt quá rồi, Chúa ơi, con chịu không nổi rồi, Chúa ơi. Anh chị em ơi, đừng bao giờ chúng ta nói những lời tiêu cực trong những lúc đó. Có thể mình than thở trong cái sự cầu nguyện rên xiết với Chúa, nhưng mà đừng bao giờ nói rằng hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ở đây Ê-li nhìn biết rằng là tổ phụ của ông cũng có những yếu đuối và có những cái suy nghĩ giống như ông. Ông cũng cần phải được giải cứu khỏi những cái suy nghĩ yếu đuối như vậy. Và khi mà ông nằm ngủ với cây giếng viên thì có một thiên sứ đến đụng người và nói rằng hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng hãy trỗi dậy và ăn vì đường xa quá cho người. Vậy người trỗi dậy và ăn uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày 40 đêm cho đến Hô-rép là núi của trời. Ở đây chúng ta thấy rằng là Ê-li ông nhìn thấy thiên sứ, nhưng mà ông cũng chẳng quan tâm đến thiên sứ như thế nào, đúng không ạ? Ông nhìn thấy thiên sứ, cái ông tiếp tục ngủ. Quý vị mà thấy thiên sứ, quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Chắc tỉnh ngủ luôn, đúng không? Nhưng mà ở đây Ê-li ông thấy thiên sứ, không cần biết đó là thiên sứ đến từ Chúa hay là thiên sứ giả dạng của ma quỷ. Ông thấy xong cái ông ăn xong ông ngủ tiếp. Đấy là một trong những cái câu chuyện rất là lạ, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tấm lòng của Ê-li bây giờ là chỉ có muốn chết mà thôi, đúng không ạ? Không còn có hy vọng gì nữa. Nếu mà có gặp ác linh của ma quỷ để giả dạng thiên sứ sáng láng thì ông cũng nói sao? Thôi, mày muốn làm gì làm đi, giờ mệt lắm rồi. Và chúng ta biết rằng là một người
tin Chúa, theo Chúa, chúng ta có một cái sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng ta. Có một cái đặc ân nào đó, có một cái ân tứ nào đó trong đời sống của chúng ta mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta hoạt động để chúng ta trở nên hiệu quả trong vương quốc của Chúa, và qua đời sống của chúng ta mà vương quốc của Chúa được mở rộng. Ma quỷ nó không muốn chúng ta mỗi người hoạt động một cách hiệu quả tối đa. Nó muốn chúng ta ngồi không và chúng ta không nhận biết được ân tứ của mình là cái gì hết. Và nó nói với chúng ta rằng là mày ngồi đó đi, mày mà đứng lên, mày mà làm cái công việc của Chúa đó là người ta sẽ người ta sẽ nói này nói kia đó. Mày mệt lắm đó. À, mày tưởng hầu vì Chúa dễ lắm hả? Đứng ở đây dẫn chương trình dễ lắm hả? Tưởng đàn hát là dễ lắm hả? Nhiều khi mày hát xong cái người ta ném đá mày đó. Nó nói đủ thứ làm chúng ta sợ hãi và bị tê liệt. Chúng ta không dám làm cái gì hết quý mà chứ. Khi mà tôi nói điều này thì tôi chợt nhớ đến trong chính hội thánh của mình đang quản nhiệm. Có những khi tôi bận công việc hoặc là tôi không thể có mặt ở trong hội thánh, tôi nhờ những anh em đã từng học trường Kinh Thánh, đã có bằng tốt nghiệp trường Kinh Thánh, nhờ chia sẻ giúp tôi. Không có lâu đâu, chỉ trong vòng 15-20 phút thôi. Nhưng mà khi mà được mời vậy, thôi mục sư làm đi mục sư. Ủa, tôi đâu có kêu giảng đâu, tôi chia sẻ ngắn thôi. Dạ dạ được được mục sư. Rồi xong một tuần sau nhắn tin lại, thôi dạ em thấy mình chưa đủ sức mục sư ơi, chưa phải là lúc để em làm, thôi mục sư cứ làm hết đi. Quý mài cho em ơi, ở đây tôi không có phải là mình bêu xấu ai cả, nhưng mà tôi nhìn thấy có một cái điều mà hầu như mọi người chúng ta đều không nhận thấy ở trong linh giới đó quý vị. Nó có những cái dạng tà linh ma quỷ mà nó nói vào tâm trí của chúng ta rằng là ngươi không thể, người ta ghét ngươi lắm, người ta không có thích ngươi đâu, đừng có nói. Ngươi nói đó là thế này thế kia nha, hậu quả khủng khiếp lắm. Anh chị em ơi, chúng ta cứ nghe những điều đó, đó là chúng ta cứ ngồi tại chỗ và chúng ta sẽ giống như Eli vậy đó. Cứ ngồi tại cây giếng viên đó than chết. Chúa ơi, những ngày huy hoàng đã qua rồi, bây giờ mục sư ở đâu? Bây giờ có mình con ngồi đây mệt quá, không ai quan tâm, không ai hỏi thăm con, thậm chí là người ta đòi giết con nữa. Eli nói rằng là sao? Cả Israel không còn một có một tiên tri nào giống như mình, nó không còn có một người nào hầu vì Đức Chúa Trời, chỉ còn có mình ổng thôi. Ổng bi quan tiêu cực đến độ như vậy đó quý vị. Nhưng mà Chúa nói là sao? Ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người nam chưa quỳ gối trước Ban. Nỗi sợ hãi nó lừa dối con người chúng ta khủng khiếp ông quý mài cha. Thấy mình tự thương hại mình và cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Nhưng mà trong cái nhìn của Chúa đó quý mài cha em, thì Eli vẫn là Eli ở trên núi Cạc-mên ngày xưa. Ông không có gì thay đổi cả, nhưng mà chỉ có ông là người bị thay đổi vì cớ lời nói của Giê-sa-bên mà thôi. Và khi anh chị em chúng ta ở trong cái hoàn nạn bắt bớ thì anh chị em vẫn là anh chị em ở trong nhà thờ, chứ không phải là anh chị em là người khác. Chỉ có điều là sao? Ma quỷ nó rống lên, nó làm cho anh chị em sợ hãi, đúng không ạ? Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 nói rằng là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, bởi vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chu qua anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nó rống lên và anh chị em nghe cái tiếng rống sợ quá, đúng không? Mà nó chưa đớp anh chị em mà anh chị em sợ như vậy rồi. Tại sao nó là rống anh chị em? Bởi vì ma quỷ nó gãy răng hết rồi, nó không còn quyền lực trên chúng ta nữa. Nhưng mà điều này chúng ta thấy được là ngày hôm nay con cái Chúa ở nhiều nơi vẫn còn có những điều sợ hãi ở trong thuộc linh. Khi mà mình tin theo Chúa, mình bị bớ thế này thế kia, bắt đầu mình rụt lại và mình không dám theo Chúa nữa. Ông mục sư ơi, em biết theo Chúa là tốt lắm, nhưng mà em theo Chúa bây giờ tự nhiên ba mẹ em từ em, rồi anh chị em trong gia đình em không có chơi với em nữa. Rồi thậm chí mấy bạn của em ngày xưa nó thân với em lắm, em đi đâu nó cũng bao hết, em nhậu nó cũng trả tiền luôn. Bây giờ em không không có, có còn như xưa đó, là tụi nó không chơi với em nữa. Tôi nói rằng là không chơi nữa càng tốt. Nó không mời đi nhậu nó càng tốt chứ sao? Nó không mời đi hát karaoke càng tốt. Chứ đi hát karaoke mà vào trong cái chỗ karaoke An Phú ở Bình Dương vừa rồi đó là đi luôn. Nhiều khi trong cái rủi nó có cái may, đúng không ạ? Nhậu nhẹt như vậy đó, nhiều khi lại có chuyện gì trên đường về sao, đúng không ạ? Cho nên anh chị em ơi, chúng ta đừng có vì cỡ đó mà chúng ta nhát sợ. Nếu thế giới này có bỏ chúng ta đi chăng nữa thì vẫn có một Chúa Trời là đấng toàn năng ở cùng với chúng ta. Amen. Ngài là cái sự hy vọng của chúng ta trong lúc cuối cùng anh chị em. Còn người có thể bỏ chúng ta bởi vì cớ chúng ta khác quan điểm với họ, nhưng mà đừng bao giờ sợ hãi, bởi vì cớ chúng ta biết đấng mà chúng ta đang tin là như thế nào. Philip đoạn 1 câu 27, lời của sứ đồ Phaolô đã nói thế này:
Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch hăm dọa mình. Lời của sứ đồ Phaolô nói rằng là chúng ta cần phải đứng vững, dù là ông có mặt hay là không có mặt, thì tất cả tín đồ đều cần phải đồng tâm chống cự vì đức tin. Chúng ta thấy không ạ? 2000 năm về trước rồi, các thánh đồ trong thời của Phaolô đó, họ cũng phải chống cự vì có đức tin của họ nữa. Bây giờ 2000 năm sau, chúng ta đã đứng ở đây, chúng ta vẫn cứ phải chống cự vì có đức tin của chúng ta. Chống cự trước điều gì anh chị em? Trước những sự bắt bớ, hăm dọa và tấn công của ma quỷ và những người vô tín. Và chúng ta, khi chúng ta đứng vững như vậy, chúng ta có sự chống cự lại vì có đức tin của chúng ta, thì nó sẽ không thể ngâm dọa chúng ta được anh chị em. Điều quan trọng đó là mình, không phải là người này người kia, nhưng mà chính bản thân của chúng ta đó anh chị em. Chúng ta biết rằng là ma quỷ không thể nào có thắng hơn chúng ta được, đúng không ạ? Và thực tế là chúng ta thấy rằng là Jezebel không thể cắt đầu của Eli, đúng không? Đó chỉ là cái lời hăm dọa thôi. Eli là được Chúa ngày cất lên ở trong một ngọn gió lốc huy hoàng vinh hiển. Nhưng mà ngay cái lúc mà Eli nghe cái lời của Jezebel thì sao? Ông nghĩ sao? Ông nghĩ đến cái hình ảnh đó là ông đưa cái đầu vô cái máy chém, đúng không? Cái lưỡi chặt đầu nó hạ xuống, cái đầu nó rớt xuống đất. Ông chết một cái thê thảm như vậy. Đó là một cái sự lừa dối anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ không chết như vậy đâu, đúng không anh chị em? Có ai đã từng bị chết chém vì cớ Chúa ở tại Việt Nam không? Chưa. Cao lắm đánh xịt máu rồi, ở trên miền cao rồi đánh sao văng luôn cả cái móng chân ra ngoài. Nhưng mà chưa có một người nào bị chết chém mà rớt đầu ở tại Việt Nam hết vì cớ danh Chúa. Chưa, đúng không ạ? Thời nào thì có, chứ còn bây giờ, thời bây giờ làm gì còn nữa. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta chống cự với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, thì anh chị em đừng có bao giờ sợ hãi. Và chúng ta biết rằng là sợ hãi đó là một dạng linh, nó gây ra những sự áp bức đe dọa. Chúng ta cần phải phá vỡ nó trong danh Chúa Jesus Christ, để chúng ta có thể đứng vững và chúng ta có thể nghịch lại với tất cả những sự tấn công của nó. Ngay cả người hầu vị Chúa cũng bị ma quỷ nó đe dọa nữa anh chị em. Chúng ta xem ở trong Tân Ước có một nhân vật cũng bị ma quỷ nó làm cho cảm thấy nhát sợ và bị đe dọa. Timôthê thứ nhì đoạn số 1. Tôi xin đọc từ câu 6 cho đến câu số 8. Vậy nên ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép của trời mà chịu khổ với tin lành. Ở đây sứ đồ Phaolô ông đã viết lá thư này cho Timôthê, là con thật của ông trong đức tin. Timôthê là một người có đức tin của sứ đồ Phaolô. Và Phaolô nói rằng là Timôthê là một người có cái đức tin thành thật. Và đức tin đó nó đã được di truyền từ bà ngoại cho đến mẹ của Timôthê trước đây. Ông nói rằng là Timôthê là một người có đức tin thành thật nha anh chị em. Đức tin thành thật tức là một đức tin nó không có giả dối, nó không có hài lòng, nó không có một sự nhập nhanh lúc thế này lúc thế kia. Và trong Kinh Thánh Tân Ước thì Phaolô ông nói rằng là Timôthê là một người có đức tin thật, không có giả dối, không có vụ lợi. Ông tin là tin thật, một cái sự lương tâm thanh sạch, chứ không phải là tin Chúa vì cớ tiền bạc, hoặc tin Chúa vì cớ cái phước này phước kia. Ông tin Chúa vì cớ ông biết rằng là Đức Chúa Trời là đấng mà mình cần phải thờ phượng hết lòng. Và Phaolô biết rằng là Timôthê là một người có đức tin thật. Nhưng mà cái đức tin thật của ông đó anh chị em cần phải được nhen lại cái ơn của Chúa bên trong đời sống của Timôthê. Timôthê là một người có đời sống tinh kính, một cái sự đạo đức. Nhưng mà cái điều mà Timôthê thiếu đó là ông thiếu ơn của Chúa. Ngày hôm nay có một số quan điểm cho rằng là mình cứ sống tinh kính rồi mình trung tín đi nhà thờ mỗi tuần lễ, mỗi ngày Chủ nhật dâng hiến, hát thánh ca, rồi thăm viếng chăm sóc, rồi cứ trung tín mình làm chứng về Chúa Giêsu cho người này người kia,
thì tự nhiên ơn và quyền năng của Chúa sẽ đến với mình. Tự nhiên ơn chữa lành, tự nhiên ơn tiên tri, tự nhiên ơn làm phép lạ nó sẽ đến với mình. Khi mà mình sống một đời sống tinh kính, đạo đức và gương mẫu giống như các thánh đồ ở trong người thánh. Nếu mà suy nghĩ đó đúng thì có lẽ Timôthê sẽ không cần phải nhen lại ơn, đúng không anh chị em? Tại vì sao? Timôthê là một người có một đức tin thành thật. Ông là một người có đời sống tinh kính, đạo đức, không chỗ trách được, đúng không? Cho nên sứ đồ Phaolô đã đặt Timôthê ở tại thành phố Ê-phê-sô đó để coi sóc cả một cái thành phố rất là nhiều hội thánh ở tại đó. Timôthê đã được Phaolô công nhận rằng ông là một người có phẩm chất, có một đức hạnh rất tốt. Nhưng mà Timôthê cần phải nhen lại cái ơn của Chúa ở trong đời sống của chính mình. Bởi vì cái phẩm hạnh tinh kính đó của ông vẫn chưa đủ để ông có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Tại sao mà Timôthê lại quên mất đi cái ơn của Chúa trên đời sống của mình? Chúng ta xem Timôthê đã từng quên ơn đó. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu số 14. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng là Timôthê đã quên đi ơn của Chúa ban trong lòng không? Và cái ơn đó được đến bởi vì cái hội trưởng lão đặt tay. Và ơn đó là ơn bởi lời tiên tri. Vậy thì lý do gì mà Timôthê lại quên đi cái ơn của Chúa mà bây giờ sứ đồ Phaolô lại phải gọi ông là nhen lại cái ơn như vậy? Ở trong câu 7 chúng ta thấy được cái lý do tại sao. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sứ đồ Phaolô ông nói thẳng với Timôthê rằng là bởi vì cớ con nhút nhát đó. Và cái sự nhút nhát đó không phải đến từ Đức Chúa Trời. Chúa chẳng ban chúng ta tâm thần nhút nhát đó. Ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là tâm thần nhút nhát này, dùng cái từ đó là spirit of timid, tức là linh của cái sự nhát sợ, linh của cái sự nhút nhát. Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta một cái linh của cái sự nhát sợ và nhút nhát, anh chị em. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng rất là mạnh mẽ, rất là dạn dĩ và đầy tự tin, đúng không ạ? Khi một người đầy dẫy thân của Chúa thì người đó sẽ có sự mạnh mẽ và dạn dĩ. Nhưng mà khi mà một người đầy dẫy xác thịt và thế gian thì người đó sẽ ngược lại hết, anh chị em. Anh chị em nào mà đã từng phục vụ Chúa và là nhân sự trong hội thánh đó, anh chị em sẽ để ý thấy rằng là khi mà mình đầy dẫy Chúa, mình cầu nguyện chuẩn bị trước khi mình lên hướng dẫn chương trình, hướng dẫn thờ phượng vậy đó, Thánh Linh của Chúa đầy dẫy chúng ta sẽ cảm nhận ngay. Những lời nói của chúng ta sẽ đầy dẫy Chúa, đúng không? Sự ca hát của chúng ta đầy dẫy tự tin lắm. Chúng ta nói câu nào chắc câu đó. Nhưng mà khi mà mình chưa có cầu nguyện đầy dẫy Chúa đó, chưa có chuẩn bị chính mình mà đầy đủ đó, hoặc là quên cầu nguyện luôn, lên đứng cầm micro không biết nói cái gì luôn anh chị em, hoặc là có nói thì cái giọng của mình cứ nhát gừng và nó cứ như thế nào đó. Tôi không nói rằng là những người đó bị linh nhút nhát, không. Nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái trạng thái thật của xác thịt của mình đó, là khi mà không có Chúa đó thì cái xác thịt của chúng ta nó trở nên vô dụng ở trong những cái vấn đề thuộc linh. Bởi vì khi chúng ta đứng ở đây chúng ta phục vụ Chúa là chúng ta cần phải có năng lực của thuộc linh, chứ chúng ta không cần phải có năng lực của cơ bắp, đúng không ạ? Cho dù là tôi có tập gym mà to đô con chuột mà to mà 6 múi, cao 1m8, nhưng mà tôi không có thần của Chúa cùng với tôi thì tôi cũng thấy những cái việc này nó quá sức của tôi, anh chị em. Và chúng ta thấy rằng là Timôthê ông đã có một cái tinh thần nhút nhát, có một cái linh nhút nhát sợ hãi nó khống chế Timôthê, và Timôthê không dám để mà tiếp tục sử dụng cái ơn của mình để mà phục vụ Chúa. Và đây chính là điều mà khiến cho hội thánh của Chúa không thể phát triển trong ngày hôm nay, anh chị em. Có những khi mà ma quỷ nó tấn công, nó làm chúng ta cứ suy nghĩ việc này việc kia và chúng ta xấu hổ, chúng ta rụt lại, chúng ta không tiếp tục để theo Chúa, phục vụ Chúa nữa, thì ma quỷ nó sẽ thắng và chúng ta sẽ thất bại đó, anh chị em. Lý do tại sao mà Timôthê lại rụt rè sợ hãi ở đây? Ở câu 8 nói với chúng ta rằng là vậy con chớ thèn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ. Anh chị em thấy không? Sứ đồ Phaolô là cha thuộc linh của Timôthê. Sứ đồ Phaolô bị ở tù vì cớ làm chứng về Chúa. Thì bây giờ Timôthê xấu hổ vì cớ việc đó. Tại sao ông xấu hổ? Những người xung quanh Timôthê nói rằng là
Đó, mày xem coi những người mà đi theo Chúa thấy không? Cái kết cuộc toàn là ở trong tù không? Chúa nào mà giải cứu cho cha thuộc linh của mày? Nếu Chúa có thật, Chúa có quyền năng ở, Chúa ngon, Chúa giải cứu Phaolô ra khỏi tù đi. Mày hay quá, mày nói Chúa mày quyền năng lắm. Mày thử mày giải cứu ông Phaolô ra khỏi tù kìa. Và đó là những cái lời làm cho Timôthê xấu hổ anh chị. Nó nói có lý đúng không ạ? Nó nói có lý. Rất là có lý, rất là thuyết phục. Nhưng mà điều đó nó không phải là chân lý. Bởi vì những ai mà sống tin kính đạo đức theo Chúa Giêsu Christ thì đều sẽ bị bắt bớ cả. Timôthê thứ nhì đoạn số 3 câu số 12. Vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Ai mà tin Chúa sống thật theo lời của Chúa, cứ ngay thẳng và trung tín theo Chúa, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó nó khó ưa và là cái gai ở trong mắt của những người xác thịt và những người thuộc về ma quỷ. Họ sẽ bắt bớ chúng ta anh chị em. Đó là điều rất là bình thường. Và Phaolô cũng vậy, Phaolô đã bị bắt bớ vì cớ danh của Chúa. Ông đi đâu cũng rao truyền tin lành của Chúa, nói về những sự nhân đức ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên Phaolô bị bỏ tù. Đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà Timôthê có thể ông bị những lời của ma quỷ nó gieo vào. Nó nói qua những người vô tín ở chung quanh ông rằng là cha của người làm sao hầu bị Chúa, ăn ở làm sao mà bị ở tù hoài. Và điều đó nó khiến cho Timôthê cảm thấy nhát sợ và không còn tiếp tục hoạt động cái ơn của Chúa trong đời sống của mình nữa anh chị em. Trong những tháng qua khi mà tôi dịch những cái clip của Tiên Tri TV Show thì lúc ban đầu dịch rất là nhiều và cũng có nhiều người được Chúa ngài chúc phước và được Chúa chữa lành. Có nhiều người được chữa lành một cách rất là lạ lùng. Họ nghe và họ được chữa lành ngay lập tức. Hôm qua tình cờ thì tôi gặp một số anh chị em ở bên Hội Thánh Nhà Muôn Dân, chỗ Mục sư Trương Quý. Và khi mà tôi bước vào và cái người chị em nói rằng, cảm ơn Chúa, bây giờ lần đầu tiên em được gặp mục sư, chứ trước giờ em gặp ở trên YouTube không? Em xin làm chứng với mục sư rằng những cái clip mà mục sư dịch đó nó rất là quyền năng và phước hạnh. Có lần kia em cách đây vài tháng thôi, em làm chứng rằng cách đây vài tháng thôi, em khi quỷ trong người em nó khống chế em và em cảm thấy mình không thể cầu nguyện được. Bắt đầu có một cái sự dẫn dắt của Chúa, đó là bây giờ mở cái clip TV Show mà mục sư Tuấn đã dịch đó, mở lên nghe. Thế là em này có lưu ở trong điện thoại của mình, lấy điện thoại ra và khi mà vừa cầu nguyện mà cùng để mà nghe tôi tớ của Chúa nói qua điện thoại như vậy thì quỷ bắt đầu nó giảm đi. Và cái sau đó người chị em đó được giải cứu ra khỏi những quyền lực ma quỷ. Thậm chí ói ra nữa anh chị em. Và khi mà tôi nghe những cái lời làm chứng như vậy, tôi cảm thấy biết ơn Chúa. Và người chị em đó nói rằng là mục sư cần phải tiếp tục để dịch nữa. Lúc đó lòng của tôi giống như khóc, bởi vì cỡ tôi nhìn thấy những cái sự bắt bớ, những sự chống đối, người này người kia đưa lên mạng, mục sư Trương Quý, mục sư Trương Anh Tuấn, mục sư Phạm Ngọc Anh là những mục sư đã từng đi gặp TV Show đó, những mục sư đó tà giáo. Tôi xem thấy cái trang web đó và tôi cảm thấy ngã lòng và tôi cảm thấy không tiếp tục nữa. Nhưng mà hôm qua thì tôi đã gặp lại cái người, những anh chị em đó và họ nói với tôi mục sư cần phải tiếp tục. Bởi vì tụi em đã chứng kiến hàng ngàn người đã được Chúa ngày chữa lành theo cách như vậy. Và khi tôi lên Đắk Lắk ở trong chuyến đi vừa rồi thì tôi gặp những anh chị em á, là họ nói rằng là mục sư ơi, tối nào em cũng cầm cái điện thoại em nằm em nghe những cái clip TV Show mà mục sư dịch, nằm thậm chí nằm ngủ quên luôn. Và bây giờ hiện tại trên Đắk Lắk thì rất là nhiều người biết mục sư Trương Tuấn, bởi vì cơ họ thấy được phước qua những cái clip đó. Tôi nghe như vậy tôi cảm ơn Chúa. Ở trong Hội Thánh Ngũ Tuần Rema thậm chí có những người cũng không biết tôi là ai hết, nhưng mà ở trời Đắk Lắk thì rất là nhiều người biết mục sư Trương Tuấn. Họ nói và tôi cảm thấy cảm ơn Chúa, bởi vì đây là một cái điều mà tôi không thể hình dung trước. Tôi không làm vì cớ một cái mục đích gì cả, nhưng mà tôi muốn cho nhiều người được phước. Cảm ơn Chúa là nhiều người đã được phước thật sự. Cái người mà đăng tin tôi và mục sư Trương Quý, mục sư Phạm Anh rồi những mục sư khác ở trên mạng là tà giáo giống như tôi Bill Sua đó. Thì anh chị em ơi, lúc trước thì họ, cái người đó tân bốc mục sư Quỳnh Phúc Khánh lên. Ô, mục sư Quỳnh Phúc Khánh giảng hay lắm. Đưa bài giảng mục sư Khánh lên cái trang đó, nguồn sự sống.us.
Rồi đồng thời đưa cái tin đó là TB Yeshua và những người gặp TB Yeshua đều là tiên tri giả hết. Một thời gian dài như vậy, thì cho đến bây giờ đầu tháng 8 vừa rồi thì chính cái người đó lại hạ mục sư Quỳnh Quốc Khánh xuống, nói rằng mục sư Quỳnh Quốc Khánh là cái người mục sư nhát sợ, mục sư không xứng đáng là mục sư. Rồi bắt đầu chỉ trích, rồi nói ông mục sư Khánh giảng cái thế này thế kia không đúng kinh thánh. Và bây giờ thì hạ hết luôn. Và rất tiếc cho cái trường hợp đó, người nam đó đã bị ma quỷ nó sử dụng để làm những cái việc tào lao của đời này, không đem đến sự gây dựng cho ai cả. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là theo Chúa thì có đủ thứ bắt bớ cả, ganh tị có, ghen ghét có, đủ kiểu cả. Nhưng mà ở đây buổi sáng hôm nay tôi nói về một cái dạng linh, nó đến từ dưới xa bên. Đó là linh của sự khủng bố, linh của sự bắt bớ. Khi anh chị em bước đi trong tinh thần ân tứ, chúng ta bước đi trong sự quyền năng để đem đến sự chữa lành và sức dầu cho người khác, luôn luôn có một cái dạng linh ma quỷ nó ghét chúng ta. Nó luôn luôn tìm cách để chặn chúng ta lại và nó không cho phép chúng ta tiến lên. Nó sẽ nói với chúng ta rằng mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày là ai vậy? Mày làm được hả? Ngon đi, bước lên. Anh chị em, đó là cái dạng linh chứ không phải con người anh chị em. Và chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để chúng ta tiếp tục bước lên và chúng ta có thể làm hoàn tất được công việc của Chúa. Giăng đoạn 4 câu 34, Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài." Chúa Giêsu Ngài đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Ngài đến. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm nữa rồi, Chúa Giêsu làm trọn công việc đó. Xin Chúa Ngài giúp chúng ta có thể làm trọn được cái công việc của Đức Chúa Trời. Trọn được đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mở cho thiên của sự sống. Đừng đi giữa đường mà gãy gánh bỏ cuộc anh chị em. Chúa đã gọi anh chị em như thế nào, hãy cứ dàn dị bước đi, hãy sử dụng ân tứ của mình để chúng ta phục vụ nhà của Chúa. Ai có ơn về âm nhạc, chúng ta cứ hết lòng mà chúng ta thờ phượng Chúa. Ai có ơn về sự giảng luận, cứ giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Ai có ơn về chữa lành giải cứu thì cứ chữa lành và giải cứu trong danh Chúa Jesus Christ. Và đừng bao giờ nhìn cái ơn của chúng ta, đừng nhìn cái ơn mà người ta có rồi chúng ta nhìn vào mình và mình thấy mình không có cái ơn đó rồi mình ngã lòng. Có người được ơn về giáo sư, họ giảng dạy kinh thánh rất tốt. Và đôi khi tôi cũng cảm thấy ganh tị với cái người đó. Ô Chúa ơi, cái người đó giảng quá tốt, con giảng hay không bằng người đó. Nhưng mà Chúa nói rằng là con có biết rằng người đó cũng không có cái ơn chữa lành mà ta ban cho con không? Và tới là tôi, cảm ơn Chúa. Như vậy thì con cứ hài lòng với những cái gì mà Chúa ban cho con. Con thỏa lòng với những gì mà Chúa ban cho con. Mình là mình không thể nào mình là người khác được anh chị em. Nếu có muốn cái gì đó mà Chúa ban cho thêm thì hãy cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Đừng ganh tị và cũng như đừng nói hùa theo những người mà họ đang đe dọa những tôi tớ Chúa thật. Bởi vì làm như vậy chúng ta đang cộng tác với Satan mà không biết đó anh chị em. Cho nên tôi chia sẻ những cái điều mà trong thực tế để cho anh chị em thấy rằng là ngay cả những người hầu vị Chúa đang kết quả, họ vẫn gặp cái sự đe dọa chống đối. Và tôi quyết định rằng là tôi sẽ cứ giảng về sự chữa lành và giải cứu cho nhiều người. Có những anh chị em theo dõi những bài giảng của tôi ở trên Internet và nhắn tin rồi nhờ tôi cầu nguyện, nhưng mà thật sự thì công việc của tôi quá nhiều, quá mức, không có nhiều thời gian để mà phục vụ hết 100% tất cả những anh chị em. Cho nên là có những cái khi mà cái comment của anh chị em nó bị trôi đi và tôi cũng quên mất tôi trả lời. Thậm chí nhiều khi tôi cũng không có thời gian để mà trả lời cho anh chị em. Cho nên những anh chị em con cây Chúa chúng ta ở xa đó, chúng ta muốn tôi được cầu nguyện, muốn được tôi cầu nguyện thì anh chị em có thể đến Hội Thánh Ngũ Tuần Rema để mà gặp tôi. Và tôi biết rằng là ân tứ đó không phải là tôi sở hữu, nhưng mà tôi chỉ là cái người quản gia, quản lý trung tín những thứ ơn mà Chúa ban cho mình mà thôi. Ở trong sách Phi-rơ thứ nhất đoạn số 4 câu số 10: "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời." Chúng ta Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là mỗi người trong anh em, tức là sao ạ? Mỗi một người hay là tất cả mọi một người trong Hội Thánh của Chúa, đúng không? Từng chi thể đều có cái ơn của Chúa, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải lấy cái ơn đó đó để giúp lẫn nhau. Như vậy thì ơn tứ Chúa ban cho không phải là để cho mình hưởng thụ, đúng không?
Tôi phải là tôi nhân danh Chúa Jesus ở Nazareth, tôi công bố là anh chị em được chữa lành, rồi anh chị em cho tôi 1 triệu. Không có. Tôi không bao giờ tôi nói như vậy hết. Hoặc là không bao giờ có một cái luật nói rằng là bây giờ ai đó được chữa lành là dâng hiến cho mục sư. Không có. Tự nguyện thì có. Mình biết ơn Chúa, tự nguyện, dâng hiến thì cái đó tôi nhận. Nhưng mà nói rằng là cầu nguyện chữa lành hoặc là giải cứu vì có tiền bạc thì không có. Bởi vì nếu mà như vậy thì nó sẽ mất đi cái ơn đó. Cái chai nước sức dầu mà mục sư Tobi Yusua ông đã đưa cho tôi, thì khi mà tôi quý quá tôi chụp hình tôi đăng lên tôi cho mọi người xem, thì có người nói là mục sư ơi cái chai nước sức dầu đó có bán ở ngoài không mục sư? Tôi nói là không có, cái này là đồ quý giá quý hiếm lắm, mục sư Tobi Yusua đã đích thân trao tặng cho chúng tôi khi mà chúng tôi đến hội thánh đó, và ông không bán với bất cứ một hình thức nào hết. Ở ngoài người ta rao bán đó là cái chuyện đó là họ làm sai, chứ ông không bao giờ ông bán hết. Và cái sức dầu đó nó là thật, và nếu mà bán thì nó mất đi sức dầu liền. Nhưng mà bởi vì cớ ông đã trao chúng tôi cho nên là nhiều người họ xịt vào họ được chữa lành. Ở đây không phải là một cái tính lý về cái sự chữa lành nó khác lạ với cái sự chữa lành mà chúng ta thấy trước đây là bắt đặt tay. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài có thể sử dụng bất cứ một cái phương tiện gì để có thể chữa lành chúng ta. Đúng không ạ? Đức Chúa Trời Ngài dùng cái bóng cô Phi-rơ để mà chữa lành cho người bệnh. Nhưng mà đối với Phao-lô thì Chúa dùng cái áo và cái khăn đã bận ở trong mình của Phao-lô đó đắp ở trên người có bệnh thì người bệnh được lành và quỷ được xuất ra, đúng không ạ? Mỗi một tôi tới Chúa có một cái ơn và có một cái cách để chữa lành riêng, không ai giống ai hết. Đối với tôi thì tôi không cần phải bắt chước một CTP xua để mà dỗ cái bóp ở đầu người ta, không có. Tôi chỉ đặt tay nhẹ lên thôi. Thậm chí có những khi tôi không đặt tay nữa thì người ta cũng được té ngã trong quyền năng của Chúa. Tôi nhớ tháng trước khi mà tôi còn ở tại Na Uy, trong một buổi tối thì chị Cam ở trong hội thánh Lộc Hưng đã đi như tôi. Chị nói, mục sư ơi, bây giờ em mệt quá mục sư ơi. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi mà em không ngủ được. Bây giờ mục sư cầu nguyện cho em bởi vì em bị cái sỏi thận ở trong người. Tôi nói lời Chúa cho người cho em này. Mục sư đừng có nói nữa, mục sư bây giờ cầu nguyện cho em. Bây giờ em đau quá rồi, em không còn sức để mà nghe mục sư nói nữa. Thế là tôi ngay lập tức tôi cầu nguyện cho người cho em này. Công bố trong danh Jesus Christ cái hạt sỏi đó, cái viên sỏi nó phải ra khỏi thân thể này, và thân thể này tất cả mọi sự đau nhức nó phải chấm dứt và rơi xa khỏi thân thể của chị Cam trong danh Chúa Jesus Christ. Cúp máy xong rồi amen, hai mẹ con ngủ. Thì tôi không nghe điện hoặc nhắn tin gì nữa. Cảm ơn Chúa, đến buổi trưa hôm sau, sau này tôi nghe lại làm chứng là qua buổi trưa hôm sau, thì khi mà người cha em này đi toilet thì Chúa khiến cho cái viên sỏi đó nó bật ra, nó rớt ra. Và người cha em này nhìn thấy dưới đất một viên sỏi cỡ như cái lóng tay như thế này. Cảm ơn Chúa rằng Chúa đã chữa lành và giải cứu cho người cha em, đặc biệt lắm anh chị em. Qua điện thoại thôi chứ không phải mục sư đến đặt tay cầu nguyện cho chúng ta. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa bày tỏ trên đời sống của mình. Amen. Chúa chữa chứ không phải là mục sư chữa. Tôi chỉ là cái người quản lý trung tín của Chúa mà thôi. Nếu ai đó cho anh chị em một cái xe mà SH 100 triệu và người đó nói rằng là bây giờ tôi giao cho anh chị cái chiếc xe này, anh chị hãy dùng nó để mà chở đưa đón anh chị em trong hội thánh đi nhóm hàng tuần, thì anh chị em sẽ làm theo, đúng không ạ? Làm theo đúng cái điều mà cái người đó nói, và anh chị em không được phép bán, đúng không? Tại người đó chỉ đưa cho anh chị em thôi, quyền sở hữu vẫn là của người kia, đúng không ạ? Giấy tờ thì người kia đứng tên chứ không phải là anh chị em đứng tên, cho nên anh chị em được quyền sử dụng, nhưng mà anh chị em phải làm theo yêu cầu của cái người giao xe cho anh chị em á, là anh chị em phải phục vụ người ta bằng cái xe đó. Cũng vậy, ơn tứ thánh linh của Chúa, ơn chữa lành, ơn làm phép lạ, ơn giải cứu ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 12 có nói đó, thì chính thứ ơn đó Chúa ban cho chúng ta để cái gì à? Vì sự lợi ích chung, ích lợi chung của hội thánh chứ không phải là của tôi. Cho nên là Chúa ban cho thì tôi phải phục vụ anh chị em. Đôi khi tôi cũng mệt, tôi không phục vụ hết. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, giờ sức con có giới hạn, thôi con không có phục vụ được hết được. Nhất là trong cái hoàn cảnh này, hiện tại gia đình của chúng tôi cũng phải chăm sóc cho 3 đứa nhỏ, cho nên là con cái nó còn nhỏ quá. Tôi không có nhiều thời gian để có thể đi xa và đi lâu được.
ở những cái vùng sâu vùng xa, hoặc là gặp tất cả những thánh đồ trong hội thánh của Chúa. Và tôi biết rằng là khi mà con nó còn nhỏ thì mình không có thể nào mà mình có thể mình có thời gian nhiều giống như trước đây được. Nếu mà tôi mà bức tôi đi mà phục vụ 100% luôn, tôi bỏ gia đình của tôi luôn á, là dễ nguy lắm. Và anh chị em hãy cầu nguyện cho những mục sư nào còn trẻ mà có nhiều con đó, mục sư đó cần phải được quý vị cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều. Tôi nhớ cái thời gian cách đây hơn 10 năm về trước, khi mà mục sư tổng ấn nhiệm của chúng ta, ông có đứa thứ hai, rồi sau đó một thời gian lại có đứa thứ ba nữa. Thì trong cái thời gian đó, hội thánh Ngũ Tuần Rema của chúng ta đối diện với rất là nhiều cái sóng gió anh chị em. Rất là nhiều cái sự trục trặc nó xảy ra trong hội thánh, rồi người này người kia ra khỏi, rồi cái người này kia nói xấu mục sư, nói tùm lum hết. Mà khi mà vượt qua được cái giai đoạn đó, chúng tôi ngồi lại, chúng tôi nhìn thấy rằng thật sự ma quỷ nó biết được cái thời điểm nào là cái thời điểm tấn công một tôi tớ của Chúa dễ nhất. Đó là lúc mà khi mà ông ấy quá bận với gia đình của mình, quá nhiều việc, ôm đồm không xuể, thì đó là lúc mà ma quỷ nó tấn công. Cho nên tôi không muốn mình phải bị tấn công giống như vậy. Tôi không muốn mình phải ôm quá nhiều công việc trong thánh để rồi ma quỷ tấn công tôi và mọi chuyện nó hư bột hư đường, rồi bắt đầu mình cảm thấy ôm hận. Và tôi không muốn như vậy. Thà tôi giao cho anh chị em nào khác để làm cùng với tôi, chứ tôi không có ôm hết. Và nếu mà tôi ôm hết thì tôi sẽ gặp rất là nhiều cái sự thất bại. Cho nên hôm qua tôi rất là vui khi mà có những anh chị em ở trong hội thánh đã giúp cho cái chương trình truyền giảng trung thu của thiếu nhi ở tại hội thánh Lộc Hưng trong tối qua rất là được phước và thành công. Tôi rất tiếc tôi không thể lên được, bởi vì có tôi kẹt một cái chương trình bội linh đột xuất, cho nên là tôi nguyên một ngày hôm qua tới hơn 5 giờ thì tôi mới có thể bước ra khỏi, và tôi không thể nào về để kịp để mà tham dự cùng với anh chị em. Tối hôm qua thì tôi ngồi tôi buồn và tôi thừ người ra. Tôi không vui, tôi không biết tại sao mà mình đi học bồi linh mà mình lại buồn như vậy. Thì tôi mới được Chúa nhắc là bởi vì con không có mặt ở trong chương trình truyền giảng thiếu nhi hôm qua. Tại vì hội thánh đó, giống như là gia đình vậy đó. Và người mục sư giống như người cha. Khi mà người cha mà không về gia đình của mình để mà gặp các con của mình, để chung vui cùng các con của mình, đó, người cha cũng cảm thấy buồn lắm. Và đó là cái nỗi buồn mà tôi đã cảm nhận ở trong lòng của tôi tối hôm qua. Tôi rất tiếc, nhưng mà bởi vì cớ hoàn cảnh. Mong ước rằng là hội thánh của chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta đứng lên và chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Không bao giờ sợ hãi, không bao giờ nhát sợ, và chúng ta mỗi người phải dùng cái ơn của mình đã được để giúp đỡ nhau. Amen. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện mà ngồi chiếu máy như vậy thôi, làm gì mà có ơn. Nếu mà không có ơn thì người chị em chúng ta không có thể ngồi mà đến bây giờ được. Có những cái việc nó rất là nhỏ anh chị em, nhưng mà chúng ta lại quên mất đi cái tầm quan trọng của nó. Có bao giờ ai khen anh chị em rằng là ồ, anh chị em có một cái lá gan thật là bóng bẩy, thật là tốt lành, có không? Hay là họ sẽ khen cái chân của anh chị em, ồ cái chân của anh chị em nhìn chân dài quá, chắc khỏe quá. Người ta sẽ khen cái gì anh chị em? Khen cái chân đó mà, cái chân là cái nhìn thấy được. Cái gan đâu ai thấy đâu, nhưng mà nếu mà cái cơ thể mà không có cái gan đó anh chị em thì cái cơ thể đó sẽ chết. Những người ung thư gan họ sống không lâu đâu anh chị em. Cho nên cái gan tuy không thấy đó, nhưng mà nó vẫn hoạt động bên trong đây đúng không? Nó có tầm quan trọng anh chị em. Không phải chỉ có mục sư mới được livestream mỗi ngày chủ nhật là mục sư đó quan trọng. Có những anh chị em âm thầm không xuất hiện ở trên livestream, nhưng mà nhờ có công khó của anh chị em mà hội thánh của Chúa được phước và được tăng trưởng. Cái sự thành công của bài giảng mục sư cũng là có cái sự đóng góp của anh chị em nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều cần phải có một cái vai trò và vị trí ở trong nhà của Chúa. Và nếu chúng ta ở đúng cái vị trí đó, uy quyền và sự thắng của Chúa sẽ đến trên anh chị em. Amen. Anh chị em sẽ cảm thấy rồi, wow, mỗi ngày Chủ nhật tôi đến đây, tôi được phước, tôi được làm cái công việc của mình. Và anh chị em thỏa lòng là chính mình. Còn nếu anh chị em không tìm thấy được vị trí của mình ở trong thân thể Chúa Jesus Christ á, thì anh chị em sẽ cảm thấy nhàm chán lắm. Khi mà nhóm xong cái mình về nhà là mình lại trở lại cuộc sống cũ trước đây. Và chúng ta dễ bị cám dỗ trở lại với thế gian này lắm. Bởi vì cớ mình không thấy cái sự ham thích ở trong nhà của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái ơn và cũng như cái tầm quan trọng của chúng ta trong nhà của Chúa. Và khi chúng ta biết được mình có một vai trò quan trọng như thế nào,
thì anh chị em sẽ không có ngạc nhiên khi mà thấy cái sự chống đối, bắt bớ, tấn công, đe dọa của ma quỷ nó xảy đến cho đời sống của anh chị em. Nó sẽ đe dọa anh chị em để khiến cho anh chị em không dám đến đây thờ phượng Chúa mỗi ngày Chủ nhật nữa. Nhưng mà anh chị em cần phải đắc thắng điều đó và nói rằng không, ta sẽ đứng với Chúa và ta sẽ đến hội thánh của Chúa cho đến khi mà Chúa Giêsu trở lại thì ta vẫn ở trong nhà của Chúa. Amen. Đừng bao giờ bỏ Chúa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà tôi ước ao rằng mỗi người anh chị em chúng ta sẽ nói với Chúa một cách chân thật. Lạy Chúa, cho đến khi mà Ngài đến, con vẫn sẽ làm môn đồ của Ngài. Mà hãy ở trong Chúa mỗi ngày anh chị em, đừng ở trong Chúa mỗi tuần. Vị trí thật của chúng ta đó chính là ở trong Chúa Giêsu. Ở trong Thi Thiên 91 câu 1 nói rằng là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Đây chính là địa chỉ thường trú thuộc linh của chúng ta đó anh chị em. Nó không phải là tạm trú nha. Đôi khi con cái Chúa chúng ta nghĩ rằng là hội thánh của Chúa là tạm trú thôi, còn thường trú là ở nhà mình. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải ở trong Chúa luôn luôn. Dù là chúng ta ở đâu, ở trong thuộc thể, nhưng mà trong thuộc linh của chúng ta thì Chúa vẫn là nơi ở của chúng ta. Amen. Chúng ta cần phải ở trong vị trí đó. Đừng bao giờ bỏ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời và đừng bao giờ bỏ quên cái ơn và cái ân tứ quyền năng mà Chúa ban chúng ta để chúng ta tiếp tục hầu vị Chúa. Amen. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương của Chúa. Nhưng mà sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ mọi sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt. Và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Giăng nhất đoạn 4 câu 18. Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta có thể giản dị để chúng ta một lần nữa trỗi dậy, để chúng ta nói với ma quỷ rằng là trong danh Chúa Christ mày đã bị thất bại rồi. Ta không chấp nhận những cái lời tấn công, vu cáo, rồi những cái sự đe dọa tinh thần của mày ở trên đời sống của ta. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ma quỷ có thể đe dọa hội thánh này, không cho phép hội thánh này hoạt động. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta phải công bố lớn tiếng với thế lực của ma quỷ trong danh Chúa Jesus Christ. Hội thánh của Chúa là hội thánh đắc thắng. Các cửa phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Và khi nơi nào có hội thánh của Chúa hoạt động và đem lại cái sự chúc phước tuôn đổ thánh linh của Chúa tại nơi đó, thì tại nơi đó sẽ có sự bình an. Nơi nào có thánh của Chúa phát triển thì nơi đó sẽ có một cái sự an ổn và bình an ở trong thuộc linh. Anh chị em để ý đi, ở trong cái xóm nào mà có con cái Chúa và có điểm nhóm, nơi đó sẽ không có đánh lộn lộn lạo gì nhiều. Nhưng mà cái nơi nào mà không có hội thánh của Chúa hoặc là không có sự hiện diện của con cái Chúa tại đó, cái chỗ đó nó lộn lạo khủng khiếp anh chị em. Nó là cái nơi không có luật pháp, nơi không có một cái sự trật tự trong thuộc linh. Ma quỷ lộng hành ở chỗ đó. Nhưng mà nơi nào có hội thánh của Chúa, nơi đó sẽ có sự bình an, phước hạnh. Cho nên anh chị em ơi, hãy trung tín nhóm lại. Hãy giữ cái sự lửa thánh linh của Chúa trong hội thánh của Chúa. Ma quỷ nó ghét chúng ta, nhưng mà nó không thắng được chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc sự đẹp buổi sáng hôm nay. Hallelujah, chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Ngài chính là đấng ban chúng con sức mạnh, Ngài chính là đồng lũy cứu rỗi của chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài bởi vì Chúa cứu chúng con. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con không còn có sự định tội nữa. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con không còn có sự sợ hãi. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con không còn bị thua bại bởi vì Chúa Ngài chính là đấng đắc thắng chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài bởi vì nhờ có Ngài mà đời sống của chúng con được bình an, ổn thỏa và đầy dạy phước hạnh. Ngài chính là nơi nấu của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu xin Chúa ngày chúng con được tiếp tục ở trong vị trí uy quyền mà Chúa ban chúng con, được làm con của Ngài qua danh của Chúa Jesus Christ. Và chúng con tiếp tục ở trong vị trí phục vụ Chúa, hầu việc Ngài qua những ân tứ, qua những ta lân, những tài năng mà Chúa ban chúng con, hầu cho danh của Chúa được vinh hiển và vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng xuyên qua mỗi đời sống của chúng con. Và cầu xin Chúa ngày phục hồi lại những cái ơn mà Chúa đã ban chúng con, Chúa ơi. Trong những ngày vừa qua có những cái ơn nào nó bị mai một đi mà chúng con biết rằng là chúng con vì cớ sợ hãi chúng con đã rút lại và chúng con không làm. Vì cớ sợ hãi chúng con đã không dám bước đi theo Chúa và chúng con không làm trọn những công việc của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có thể giản dị và chúng con có thể dám đứng ra để chúng con phục vụ Ngài trong những ngày tới. Xin Chúa cất đi tất cả những sự sợ hãi ra khỏi tâm trí của chúng con. Đừng để chúng con giống như Eli, Chúa ơi. Dù là một người tôi tớ Chúa đầy ơn vĩ đại như vậy, nhưng mà tôi tớ của Chúa vẫn có những lúc mà bị sợ hãi tấn công. Xin Chúa giúp cho chúng con không bị như vậy.
để chúng con có thể dạn dĩ làm công việc của Chúa. Dầu chúng con không thể so sánh mình với Eli, nhưng mà chúng con biết rằng là khi chúng con trung tín trong những việc nhỏ thì Chúa ngày sẽ trao chúng con nhiều việc hơn. Xin Cha, Ngài đã dùng từng chi thể trong thân thể của Chúa, từ người lớn cho đến người nhỏ, từ người nam cho đến người nữ, tất cả chúng con đều sẽ là những chi thể mạnh mẽ và kết quả cho Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài ban ơn và sức dầu trên tất cả chúng con, để trong ngày tới chúng con sẽ được ơn của Chúa và được kết quả ở trong mọi công tác của nhà Chúa, từ làm chứng, truyền giáo cho đến phục vụ và chăm sóc dạy đạo. Tất cả chúng con đều sẽ cùng tham gia để chúng con có thể hoạt động và đem lại ích lợi chung cho vương quốc của Chúa ở trong hội thánh vua tuần Rema. Còn cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa của chúng con, còn xin dâng tất cả mọi sự vinh quang, ngợi khen chúc tụng quyền năng thuộc về Ngài, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.